Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ARC tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS, sò tiện lợi, và đặt mua ARC BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có con hàng đó là Timo Werner. Về trường hợp của Werner thì đây là cái mùa thẻ mà Werner được tăng chỉ số lên tương đối nhiều. Và nếu mà để quay về thời gian trước thì cái phiên bản mà theo mình thấy là được anh em sử dụng tương đối nhiều ở vị trí ST, đó chính là mùa thẻ 19 UCL. Nếu mà để so với phiên bản 19 UCL thì chúng ta vẫn có cái thông số thể hình cũ 1m80, 76 cân và thể hình trung bình 4 sao trên công thuận. Nếu mà anh em để ý kỹ hơn thì mùa này nó được búp lên tương đối nhiều về những cái điểm liên quan đến phần dứt điểm. Tăng tốc nó chỉ nhìn hơn 2 điểm thôi. Còn về phần dứt điểm hơn 1 nhưng mà lực sút lại tăng tới 10 lận. Sút xa cũng tăng 6. Chọn vị trí tăng lên 9 và ngưỡng level 1 này thì chọn vị trí của nó đã ngưỡng 111 rồi không ạ. Tăng cực kỳ nhiều ấy. Vô lê tăng thêm 8 điểm nữa. Tầm nhìn lên 14. Uầy. Chênh 4 điểm chỉ số tổng quát nhưng mà những cái điểm thành phần lại hơn tương đối nhiều. 15 điểm sút xoáy này. Bộ kỹ năng dây dắt có lên một chút và đặc biệt là anh em có thể thấy được là về cái phần thể chất nó cũng được nâng cấp lên. Sức mạnh tăng 8 điểm, quyết đoán 14 điểm. Ở mức thành công 5 thì chúng ta sẽ có 4 sao kỹ thuật cá nhân và chỉ số ẩn ma tốc độ. Về trường hợp con hàng Wagner này thì lối chơi nó cũng sẽ chủ yếu dựa trên cái phần tốc độ và cái khả năng chọn vị trí di chuyển. Mình thấy đây là một con hàng tương đối là điển hình cho cái lối chơi của meta này, nó là chạy chỗ dứt điểm rất là hợp. Tốt luôn Wagner, tình huống thoát người hay phết nhỉ. Tốt. Ôi, hơi đèn cho Wagner. Hay luôn này. Wagner, ui, hên quá nhỉ. Tình huống sút bóng của Wagner chưa đạt đủ độ hiểm nhưng mà lực bóng ấy làm khó các đối phương. Hay quá Mao. Được luôn này, Wagner. Hay quá nhờ Mao. Ui Wagner, ôi. Ok. Được đấy. Cụ già rồi. Chắc là vậy. Ui Wagner. Xin. Ok Wagner. Hay quá nhờ Wagner. Một tình huống mà mình xử lý khá là bình tĩnh với Wagner. Tốt nhờ Wagner. Không được, cảm giác là mấy quả bóng bổng không ổn lắm với lại Wagner hơi bị ngơ mấy quả bóng bổng. Hài quá nhở. Tốt luôn Wagner, một pha xử lý quá hay của hai cầu thủ được búp tương đối nhiều. Tiếp tục là Wagner. Ui. Đấy, tôi nói với anh em mấy lần rồi đấy, con này nó bị khống chế mấy quả bóng bổng nó không được ok lắm.
tốt luôn, Harvard. Luka Cech. Nhìn chung con này CDM hay trong kỳ vọng của mình. Lương 19 giảm lương ở vị trí CDM ở team này được. Hay quá, đáng nợ. Má nó nhanh thực sự ấy các ông ạ. Đây rồi, Wagner. Về trường hợp của Timo Werner này thì để mà nói thì đây là một cái phương án khá là hay cho team color Chelsea, nhất là những anh em mà build team đương đại. Thì mình thấy là cái phiên bản này là cái phiên bản nâng cấp rất rõ rệt của cầu thủ người Đức này. Cái tốc độ là đã được búp lên rồi. Búp lên thì thực ra là nó không búp hơn quá nhiều đâu. Về bản chất thì Werner vẫn chạy rất là nhanh, cộng với một cái AI di chuyển chạy chỗ rất là chủ động. Và đặc biệt là cái mình thấy ở cái mùa thẻ này nó chính là khả năng chọn vị trí trong vòng cấm. Thì con này được lên rất là nhiều, lên hơn tận chục điểm so với bản 19 UCL lận. Nên là anh em có thể thấy được nhiều tình huống mà Werner di chuyển trong vòng cấm rất là hay, rất dễ dàng để anh em kết thúc bóng nhanh. Cái điểm vô lê này nó cũng hỗ trợ cho Werner trong những tình huống mà nó cần thiết phải xử lý bóng nhanh như vậy. Mình thấy khá là hợp lý. À, có một cái điểm sút xa thì con này không sút ngon, con này chỉ sút trong vòng cấm thôi anh em nhé. Khả năng phối hợp ban bật của con này rơi ở mức tầm trung bình khá, tức là vẫn sẽ truyền ở mức ok nếu mà có góc rộng và thoáng. Còn nếu mà xét về cái khoản là truyền ở những góc khó thì con Werner này mình thấy là không ổn lắm. Góc khó thì anh em cố gắng là xoay sở sao để cho nó truyền được về góc ok thôi, chứ không nên lạm dụng nhá. Không nên lạm dụng truyền vội với lại Werner thì mình thấy không đảm bảo lắm. Những cái điểm liên quan đến phần dê dắt xoay sở thì mình thấy cũng không quá là hay. Con này có thể xử lý bóng khéo một hai nhịp được, nhưng mà anh em bẻ hướng vội ấy, thì sẽ thấy là con này không được ok lắm. Đây là cái do cái điểm thăng bằng. Một cái điểm cũng khá là hay của Werner là phản ứng nhanh, nhạy, khả năng đánh đầu Werner bỏ anh em nhé. Gần như là trong những tình huống không chiến thì Werner bật nhảy rất là tệ. Chọn vị trí thì được nhưng mà gần như là không có cửa để mà ăn đánh đầu với CB của đối phương. Cũng vẫn là những tình huống mà treo bóng bổng ấy thì mình thấy là Werner đón QW nó hơi bị lập bập. Tức là cảm quan của ông này trong cái việc là đón bóng bổng nó không được tốt. Còn xét về cái phần khả năng tranh chấp tì đè thì mình thấy là phiên bản này tốt hơn nhiều. Phiên bản này tốt hơn nhiều so với phiên bản 19 UCL. Tuy nhiên là gặp những ông mà phi vào đấm trực diện thì cũng không phải Werner cũng không đỡ được mấy quả đấy đâu. Chỉ là nếu mà trong cái phần đua tốc độ của nó đã nhỉnh hơn rồi thì thường là nó sẽ vượt được lên trước và hơi khó để kéo Werner lại. Còn về căn bản thì đây là một con hàng khá là ngon để anh em build team, nhất là team đương đại hoặc là team Đức. Về trường hợp của team Đức thì cá nhân mình nghĩ đây là một con hàng thuần ST mà anh em có thể sử dụng rất là tốt. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.